các điểm bỏ phiếu tại hai tỉnh miền đông Ukraine là Donetsk và Lugansk đã mở cửa vào lúc 8 giờ sáng nay theo giờ địa phương, tức 13 giờ theo giờ Hà Nội. Những người tham gia trưng cầu dân ý được đề nghị trả lời câu hỏi được in bằng hai ngôn ngữ là Ukraine và tiếng Nga, có ủng hộ tuyên bố về tính tự chủ của nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk hoặc nước Cộng hòa Nhân dân Lugansk hay không, với hai phương án trả lời là đồng ý hoặc không đồng ý. Dự kiến quá trình bỏ phiếu sẽ kết thúc vào lúc 22 giờ theo giờ địa phương, khoảng 3 giờ sáng mai theo giờ Hà Nội, và kết quả sơ bộ sẽ được công bố sớm nhất vào ngày 12 tháng 5. Theo Chủ tịch Ủy ban bầu cử nước Cộng hòa Nhân dân tự phong Donetsk, trưng cầu dân ý sẽ quyết định về quyền tự chủ lớn hơn của Donetsk, chứ không phải là trao chủ quyền cho tỉnh. Tuyên bố này cũng nhất quán với những khẳng định trước đó của người biểu tình rằng họ chỉ đòi thêm quyền tự chủ trước chính quyền trung ương Kiev, chứ không đòi ly khai. Cũng trong ngày 11 tháng 5, Bộ Ngoại giao Venezuela ra tuyên bố khẳng định bác bỏ các quá trình dùng vũ lực lật đổ chính quyền tại Ukraine, đạt hòa bình và sự thống nhất dân tộc của Ukraine cũng như sự ổn định của toàn khu vực Âu Á vào thế bị đe dọa. Bộ Ngoại giao Venezuela coi những hành động của tổ chức cự hữu cánh hữu trong các quá trình trên tương đồng với lực lượng phát xít trong chiến tranh thế giới lần thứ hai. Caracas khẳng định sẽ tiếp tục cảnh báo thế giới về nguy cơ can thiệp của nước ngoài, ủng hộ thành lập một thế giới đa cực, đảm bảo hòa bình và chủ quyền của tất cả các dân tộc cho đến khi Ukraine tổ chức được bầu cử tự do và đối thoại rộng rãi toàn dân nhằm giải quyết khủng hoảng.